cuộc đời của 9 vị công chúa con vua Gia Khánh. Sinh ra trong gia đình đế vương, vốn mang thân phận vô cùng vinh hiển, hưởng hết tất cả xa hoa quyền thế, vạn người mơ cũng không được. Thế nhưng ít ai biết, số phận và cuộc đời của các vị công chúa cũng đầy sóng gió không thua kém so với các hoàng tử. Sinh thời, vua Gia Khánh có tất cả 9 vị công chúa. Thế nhưng có đến 7 người trong số đó đã không sống được đến tuổi trưởng thành. Số lượng công chúa sống đến tuổi trưởng thành chỉ còn lại 2 người. Trưởng thành rồi, lại phải mang trên mình một sứ mệnh chính trị, phải dấn thân vào các cuộc liên hôn của hoàng thất, để báo đáp hoàng ân và vinh sủng được hưởng thời ấu thơ. Hãy cùng Oanh Tạc Hậu Cung điểm qua cuộc đời của 9 vị công chúa dưới thời vua Gia Khánh nhé. Số 1. Hoàng trưởng nữ, sinh mẫu là Giản Tần Quan Giai Thị. Quan Giai Thị nhập tiềm để làm cách cách của Gia Khánh Đế khi ông còn là hoàng tử. Trong thời gian đó, bà hạ sinh cho Gia Khánh một người con gái vào năm 1780. Tuy nhiên, hoàng nữ lại yểu mệnh qua đời khi vừa lên 4 tuổi. Sau đó, Quan Giai Thị cũng bất hạnh qua đời trước khi Gia Khánh lên ngôi. Sau khi kế vị, Gia Khánh mới truy phong cho cách cách Quan Giai Thị, tức mẹ của hoàng trưởng nữ, phong hiệu là Giản Tần. Số 2. Hoàng nhị nữ, sinh mẫu là Hiếu Thục Duệ Hoàng Hậu, Hỷ Tháp Lạp Thị. Năm Càn Long thứ 39 1774, Hỷ Tháp Lạp Thị được chỉ định làm đích phúc tấn của hoàng tử Vĩnh Diễm. 6 năm sau, vào năm Càn Long thứ 45, bà sinh hạ hoàng nhị nữ. Nhưng hoàng nữ cũng bất hạnh qua đời khi chưa tròn 3 tuổi. Số 3. Hoàng Tam Nữ, Hòa Thạc Trang Kính Công Chúa. Sinh mẫu là Hòa Dụ Hoàng Quý Phi, Lưu Giai Thị. Vốn mang thân phận bao y nữ tử, Lưu Thị nhập tiềm để của thập ngũ A Ca Vĩnh Diễm với phân vị cách cách. Năm Càn Long thứ 46 1781, bà sinh hạ Hoàng Tam Nữ. Sau khi Gia Khánh Đế lên ngôi, đã phong tước cho Hoàng Tam Nữ là Trang Kính Hòa Thạc Công Chúa. Trước khi công chúa xuất giá, gả cho Khoa Nhĩ Thấm Quận Vương, Tác Đặc Nạp Mộc Đa Bố Tể. Năm Gia Khánh thứ 16, Tam Công Chúa qua đời khi mới 31 tuổi. Theo lệ, Ngạch Phò phải bàn giao tất cả của hồi môn lại cho nội vụ phủ, kể cả phủ công chúa. Hiếu Hòa Duệ Hoàng Hậu lúc ấy đã lệnh nội vụ phủ đem một thị nữ bồi giá 25 tuổi của công chúa, ban cho Ngạch Phò làm thiếp. Số 4. Hoàng Tứ Nữ, Cố Luân Trang Tĩnh Công Chúa. Sinh mẫu là Hiếu Thục Duệ Hoàng Hậu, Hỷ Tháp Lạp Thị. Tứ công chúa ra đời vào năm Càn Long thứ 49, 1784. Đến tuổi cập kê, bà được chỉ định hạ giá lấy bối tử, Mã Nặc Ba Đạt Lạt của bộ tộc Thổ Mặc Đặc. Khi ấy bà được ban phong hiệu Cố Luân Trang Tĩnh Công Chúa. Tuy nhiên, công chúa cũng đoản mệnh qua đời năm 1811, hưởng niên 28 tuổi. Số 5. Hoàng Ngũ Nữ, sinh mẫu là Tốn Tần, Thẩm Giai Thị. Thẩm Giai Thị nhập tiềm để làm cách cách của Gia Khánh Đế khi ông còn là hoàng tử. Năm 1786, bà hạ sinh cho Gia Khánh một người con gái. Tuy nhiên, Hoàng Ngũ Nữ lại yểu mệnh qua đời khi vừa lên 10 tuổi. Trong thời gian đó, Thẩm Giai Thị cũng bất hạnh qua đời trước khi Gia Khánh lên ngôi. Sau khi kế vị, Gia Khánh mới truy phong cho cách cách Thẩm Giai Thị, tức mẹ của Hoàng Ngũ Nữ, phong hiệu là Tốn Tần. Số 6. Hoàng Lục Nữ, sinh mẫu là Hoa Phi, Hầu Giai Thị. Năm Càn Long thứ 43, 1778, Hầu Giai Thị nhập cung làm cung nữ tử, rồi được nạp vào tiềm để của Hoàng tử Vĩnh Diễm, với phân vị là cách cách. Hơn 10 năm sau, cùng năm Vĩnh Diễm được phong làm gia thân vương, bà sinh hạ Hoàng Lục Nữ. Tuy nhiên, đến năm 1790, công chúa yểu mệnh qua đời khi lên 10 tuổi. Số 7. Hoàng Thất Nữ, sinh mẫu là Hiếu Hòa Duệ Hoàng Hậu, Nữ Hỗ Lộc Thị. Năm Càn Long thứ 54 1790, Nữ Hỗ Lộc Thị được 14 tuổi, tham dự bát kỳ tuyển tú. Bà được Càn Long Đế chỉ định trở thành trắc phúc tấn của Hoàng Thập Ngũ Tử Vĩnh Diễm. 3 năm sau, bà hạ sinh con gái thứ 7 cho gia thân vương. Nhưng đến năm 1795, Hoàng Thất Nữ yểu mệnh qua đời khi vừa tròn 2 tuổi. Số 8. Hoàng Bát Nữ, sinh mẫu là Cung Thuận Hoàng Quý Phi, Nữ Hỗ Lộc Thị. Ngay khi vừa nhập cung, Nữ Hỗ Lộc Thị đã được phong làm quý nhân. Năm Gia Khánh thứ 10, 1805, như quý nhân hạ sinh Hoàng Bát Nữ. Nhưng Bát Công Chúa bất hạnh qua đời khi được 9 tháng tuổi. Số 9. Hoàng Cửu Nữ, Cố Luân Tuệ Mẫn Công Chúa. Sinh mẫu là Cung Thuận Hoàng Quý Phi, Nữ Hỗ Lộc Thị. Năm Gia Khánh thứ 15, 1810, Nữ Hỗ Lộc Thị được phong làm Như Phi. Một năm sau, bà sinh thêm được Hoàng Cửu Nữ. Nhưng khi vừa lên năm thì Hoàng Nữ cũng qua đời. Đạo Quang Đế kế vị, truy phong cho Hoàng Cửu Nữ đã chết yểu của Như Phi tước vị, Cố Luân Tuệ Mẫn Công Chúa.
Bạn nghĩ gì về cuộc đời của 9 vị công chúa trên và yêu thích ai nhất? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video hấp dẫn nhé người bạn của tôi. Chúc bạn một ngày tốt lành.